Rồi, ở đây là cái khu chợ cũ ngày nay. Ở đây vắng vẻ quá. Hàng giày dép 30 ngàn. Đó, mấy cô thì đang chơi cờ tướng ở đằng kia. Vắng khách, không có người mua thì thời gian rảnh rỗi thì ngồi đánh cờ tướng, cờ cá ngựa. Ở đây có cái thang máy nhưng mà bây giờ ngừng hoạt động rồi anh chị nè. Phía bên dưới này là chợ rau. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở tại khu vực chợ Đà Lạt. Và trong chiều hôm nay thì em xin phép được đưa cô chú anh chị và các bạn đi cập nhật tình hình ở ngoài chợ, cũng như là chia sẻ cho anh chị một số cái hình ảnh về khu chợ Đà Lạt ngày nay thì ra sao. Lối bên này thì bán cá, bán thịt, rồi bán rau. Phía dưới có cô này, cô bán mực, mực ngắt đầu ra rồi để trong ngăn đá anh chị. Và rau tươi không, bắp cải rồi bí rồi ổ qua. Không biết cô chú ăn ổ qua không, cũng đắng nhưng mà rất là bổ ha anh chị ha. Rồi rau xà lách, cải tươi như này. Ở đây là trứng, quầy gà. Wow, trứng nhiều quá. Trứng này thì có thể để lâu được, mấy ngày bán mà không hết thì để lại mấy ngày. Wow, trái cây tươi không? Đó, đủ loại trái cây. Xoài, mận. Mận bao nhiêu một ký vậy chị? 70 ngàn một ký. Thành ơi, rồi dắt xe đi nhìn tôi trước đi. Mâm này hả chị? Ừ, này 50. 50 ngàn một ký hả? Này 50. Lấy cho em nửa ký. Ủa, quả này quả gì chị? Xoài mít. Xoài mít rồi. Cái này thì rau sống, xà lách, côn, các tiểu thương ở đây thì bán rất là sớm, buổi sớm thường thường bán được, còn buổi chiều thì vắng vẻ rồi, ít người mua. Bên này là giá rồi chanh nè, chanh, các cô các bác ngồi la liệt ở đây, cà rốt, rồi dưa leo, bí. Đa số các mặt hàng ở đây đều là mặt hàng tươi. Ở dưới huyện Đức Trọng trở lên, ngoài ra thì còn một số khu vực ở Đà Lạt mình trồng rau thì người ta cũng chở lên đây bán ngoài chợ rất là nhiều. Để nói là mua hàng tươi ấy, thì chúng ta phải đi vào buổi sáng sớm. Sáng sớm thì nhiều mặt hàng tươi. Mùa này thì cũng là cái mùa búp atiso, người ta bán atiso nhiều lắm. Còn anh quản lý thị trường thì anh đang đứng đây để anh dọn vỉa hè nè, mấy cô dọn vô ngay. Đó, mấy cô sợ lắm, không mà bị hốt hết. Ở đây thì có hành tỏi, hành tỏi gừng, tỏi hành. Cái này là gừng hả bà? Củ gừng hả bà? Gừng này bà bán làm sao bà? 50 ngàn ký. Lấy cho con một củ thôi được không? Dạ, lấy cho con củ vừa vừa thôi. Củ này đi. Dạ. Mấy bữa nay bán được không bà? Ế lắm. Ế lắm hả bà? Đi coi như là gì. Dạ. Người ta đi chảy đó. Dạ. Nhà hàng không có ai bán rồi nên bán một tí. Dạ rồi.
Bữa nay chợ con thấy vắng quá ha bà ha. Vắng lắm. Vắng ha. À rồi con đi. Dạ dạ, buổi sáng thì được tí. Dạ rồi con đi nha bà. Đó, mức món là nhiều quá. Bánh kẹo. Bên kia vắng anh chị. Đa số tiểu thương ở đó thì bán từ sáng đến tối. Các cái mặt hàng ví dụ như là xà lách, mà nếu mà bán không hết đó thì tối thì gánh về để mai bán tiếp. Bữa em có ra đây lúc 7 giờ 6 rưỡi anh chị, thì các tiểu thương vẫn còn những cái cây xà lách như thế này. Thì một lát nữa thôi, khoảng 5 giờ chiều là bắt đầu vắng vắng rồi anh chị, không có buôn bán hoạt động chợ đêm. Củ cải đây rất là to này. Cô rôn 2-3 sọt rồi đọt bí. Đọt bí. Không biết anh chị có biết ăn đọt bí tươi quá. Đọt bí này hái ở trong vườn ra. Thường thường là buổi sáng này có một bác đi giao đọt bí ở ngoài chợ. Bác cắt ở trong vườn ra cho nên là bí rất là tươi. Rồi đọt su su. Đọt su su thì cũng ngắt ở trong vườn ra đem bán. À, phía trước màn hình cô chú anh chị và các bạn, ở đây là cái quầy bán hành, hành tây, khoai lang, rồi su hào. Đó, khoai tây. Khoai tây thì có nhiều loại. Rồi búp atiso. Anh chị thấy rau buổi chiều tươi chưa? Tí tô này. Rồi rau cải. Các loại rau. Đó, đi chợ buổi chiều thì cũng dễ dàng bắt gặp ra nhiều loại rau. Chanh thì 30.000 ký. Ở gần nhà em thì có chợ số 4 này, chợ số 4 rồi chợ Cẩm Đô. Tuy nhiên thì ở những nơi đó thì không bán đồ tươi bằng ở ngoài chợ. Tất nhiên là ở ngoài chợ thì nó đầy đủ hơn rồi. Bây giờ em xin phép mời anh chị chúng ta sẽ cùng lang thang cùng qua bên khu vực này ha, để chúng ta cập nhật một số tình hình bà con mình buôn bán trong cái mùa này nó ra làm sao. Đó, rau cải một xe luôn. Chợ Đức Trọng, chợ Tùng Nghĩa bây giờ cũng nhiều lắm. Cá tươi quá. Cá khô này. Còn ở đây thì hàng khoai lang. Kính thưa các loại khoai lang đủ loại. Khoai lang mực, khoai lang dẻo, khoai lang nhiều lắm anh chị. Cá mực. Mời anh chị chúng ta sẽ cùng lang thang đi lên khu vực chợ Đà Lạt, cầu thang chợ. Hướng này thì chúng ta sẽ về Phan Bội Châu. Bây giờ em sẽ đưa cô chú bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng khu vực bán quần áo ha. Áo gió măng tô cũng vắng quá. Giày thì có 470.000. Quần jean, áo len 100.000 cho đến 200.000. Đa số là một số áo tồn kho. Cũng có một số hàng nó bị lỗi đường chỉ á, thì họ bán lại giá rẻ hơn.
Lỗ này sẽ qua bên hàng giày dép. Hàng giày dép. Năm trăm năm chục ngàn. Áo da simili. Simili thôi chứ không phải là da thiệt. Da thiệt giá nó sẽ cao hơn. Ở đây thì có vớ áo sơ mi cũ này. 50 ngàn. Một số kiosk đã đóng cửa rồi, kiosk Kim Hiền bán quần áo 50 ngàn. Quá rẻ. Sen này. Rồi chúng ta sẽ đi qua khu vực tiệm vải một chút. Trong này thì người ta sang quầy rất là nhiều. Có nhiều người thì buôn bán ế, người ta chịu không được. Bên này cũng vậy anh chị. Một số cái kiosk đóng cửa ha. Ngồi từ sáng đến chiều không biết có bán được không. Rất là ế này. Đóng cửa rồi, một cái shop giày. Wow, nguyên cái dãy này đóng cửa nhiều quá. Kiosk đóng cửa nhiều quá. Đây, ba bốn cái kiosk này đóng cửa hết rồi. Wow, thỏ, chiên, sĩ lễ, phụ kiện, làm nai và nối mi. Ở đây vắng quá. Trời. Vắng ơi là vắng. Vắng quá. Chỗ này hàng loạt rồi. Có một cô ở đây thôi. Sĩ lễ. Phong thủy tượng. Rồi, mời anh chị chúng ta còn đi ra, đi qua cái khu vực này. Mấy cái shop này cũng mới, nhưng mà chưa, hiện tại là chưa, cũng chưa có người thuê. Một phần là đóng cửa do tình hình là ế. Phía trước kia thì có mấy cái cửa hàng người ta treo bảng hết rồi kìa, nhưng mà đóng cửa. Các cái khách sạn ở trên con đường Phan Bộ Châu, le que một vài người. Có khách sạn thì tạm đóng cửa. Ở đây là số 75 con đường Phan Bội Châu, kế bên là Lang Farm, còn kế bên là cho thuê xe máy. Cho thuê xe máy thì mùa này thì không có thuê được chiếc nào hết, phụ thuộc vào khách du lịch rất là nhiều. Có một bác lượm ve chai này. Đây, một số cái khách sạn đóng cửa. Chiều ngày hôm nay thì tiếp tục đưa anh chị, em cũng sẽ đi lang thang ở khắp con đường để mà chia sẻ cho anh chị một số hình ảnh ở Đà Lạt. Và kính thưa cô chú anh chị, em đang đứng ở khu vực khu nhà hát Hòa Bình. Ở phía bên cạnh em là bến xe Tùng Nghĩa. Cô đi bán vé số còn có mấy tờ cô hay mời. Và tới cái vị trí này thì em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Xin kính chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo ở trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.